Mẫu xe ngày hôm nay mà em muốn giới thiệu cho các bác sẽ là một con xe mang cái nét vừa trẻ trung này, cái năng động cá tính nhưng mà cũng không kém phần hiện đại và tinh tế một chút nào. Đây là một con Kia K3 sản xuất năm 2014 bản số tự động 1.6 và nó mang hội tụ đầy đủ những cái yếu tố mà các bác yêu cầu. Đấy, đầy đủ luôn các anh nhá. Có cửa sổ trời này, cái gầm thấp, form dáng thể thao. Và cái mẫu này thì dường như là nó có phần nó thích hợp với giới trẻ hơn một chút. Đấy, được giới trẻ rất là yêu mến. Tuy nhiên thì cũng không hẳn là các bác đứng tuổi một chút nhá. Các bác đứng tuổi một chút thì các bác đi con xe này không hợp. Ngược lại thì cái màu đen của xe này. Đấy, màu đen của xe nó tôn lên cái dáng vẻ sang trọng rất là nhiều. Với khoang nội thất bên trong thì một cái option cũng cực kỳ là đầy đủ. Và trước hết thì về bên ngoài này. Đây, như các bác có thể nhìn thấy nhá. Đấy, tiếng đóng cửa nghe rất là chắc tay. Đấy, cực kỳ chắc luôn. Nghe cái tiếng đóng cửa thôi là đã biết cái chất lượng của cái thân vỏ của xe rồi. Đấy, chắc nịch luôn nhá. Đấy, bên ngoài thì toàn bộ những cái tay nắm cửa này. Đấy, cộng thêm với viền trên kính thì đều được bọc mạ chrome rồi. Đấy, rất là sang trọng. Con này thì kính chỉnh điện nhá. Đấy, gương chiếu hậu cụp mở điện đầy đủ này và có tích hợp giải đèn LED. Đấy, một cái giải đèn LED sinh nhan báo rẽ tích hợp trên gương. Và toàn bộ xe thì được trang bị một dàn lốp là lốp Michelin xịn. Đấy, lốp Michelin xịn các bác nhá, lốp chống ồn. Đấy, dày dặn nguyên và một cái bộ la răng đúc sáng choang cho các bác này. Đấy, la răng đúc sáng choang, kích cỡ là la răng là 17 inch. Đây, 17 inch to bản nhá. Thông thường thì những cái con xe thể thao thì chắc chắn là những cái bộ la răng của nó rất là to rồi. Đấy, những cái bộ la răng to nó sẽ đi kèm với những quả lốp to. Đấy, phanh đĩa ABS này, chống bó cứng đầy đủ rồi và có cái bố thắng Brembo nhá. Đấy, bố thắng xịn cho các bác này. Và tất cả những cái phần trên thân vỏ thì như các bác có thể nhìn thấy này, toàn bộ những cái khe. Đấy, những cái khe nối trên thân vỏ nó khít nguyên và cho các bác kể cả là những cái mép này. Đấy, các bác có thể kiểm tra là từng cái mép nhá, từng cái mép một trên tất cả những cái khe nối trên thân vỏ này. Đấy, sẽ sâu kỹ toàn bộ cho các bác nhìn. Đấy, nó đều tăm tắp này và nó không bị xước sát cũng như là dấu hiệu sơn quẹt một chút nào. Đấy, rất đẹp toàn bộ thân vỏ luôn, trang bị nước sơn màu đen. Cái đằng sau xe thì nó có trang bị cho các bác một cái cánh gió thể thao ẩn này. Đấy, một cái cánh gió thể thao ẩn với lại cái bộ đèn hậu nó hơi híp một chút. Cái bộ đèn hậu hơi híp và nó chia làm hai phần. Và tất nhiên thì nó kéo vách về phía trước. Đây, như các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, K3 nhá. Cái mẫu xe này rất là được giới trẻ ưa chuộng. Đấy, và bây giờ thì thực sự là kiếm được cái mẫu xe này nó rất là khó. Đấy, nó đã khó rồi và tìm được một cái con xe và mà nó chất như này đấy. Nó chất như này thì thực sự là nó còn khó hơn rất là nhiều lần. Đấy các bác nhá, phải thử rất nhiều rồi, kiểm tra rất nhiều rồi mới dám mang một cái sản phẩm chất lượng. Đấy, chất lượng gửi tới các bác. Không phải nghiễm nhiên mà những con xe như này nó được đánh giá cao các bác nhá. Đấy, nó được đánh giá cao. Đấy, có lý do cả này. Đây các bác nhìn này, thân vỏ cực kỳ đẹp luôn, không một vết xước nào, màu đen lôi cuốn, sang trọng và đẳng cấp. Đấy, khớp nối trên thân vỏ thì còn nguyên. Đằng sau xe thì trang bị 4 cái mắt cảm biến này. Đây như các bác có thể nhìn thấy nhá, 4 cái mắt cảm biến này cộng thêm với một cái mắt cam lùi ở đây rồi. Em xe này thì được trang bị một cái nẫy. Đấy, một cái nẫy mở cốp một chạm ở đây, mở lên rất là dễ dàng. Đấy, phím bấm một chạm, đấy, mở một nhẹ một cái thì lên. Thì toàn bộ những cái phần như là ốc này. Đấy, ốc này với lại keo chỉ. Các bác nhìn này. Đấy, keo chỉ trên nắp cốp này cộng thêm với những cái lỗ. Đây, cái dấu hiệu minh chứng rõ nét nhất cho cái việc là xe nó có đâm đụng hay không chính là những cái lỗ này. Đấy, những cái lỗ này nó còn tròn xoe, cộng thêm với lại keo chỉ thì còn nguyên si như này. Đấy, nguyên si, tất cả là keo zin thì nó đã khẳng định chắc nịch một câu là chưa biết đằng trước thế nào, nhưng mà quan trọng nhất là cái đằng sau này. Đấy, kiểm tra về đằng sau này thì chắc chắn là không có đâm đụng các nhá, không có đâm đụng nặng. Còn thực ra cái chuyện mà xe va quẹt thì con này thì nó cũng có va quẹt rồi, tuy nhiên là cái phần sơn zin của xe nó còn rất là nhiều. Đấy, sơn zin rất là nhiều và các bác nhìn bằng mắt thường là các bác cũng có thể nhìn thấy rồi. Đấy, cột kèo thì còn nguyên si. Đấy, không tai nạn, không đâm đụng, không đâm mạnh nha các bác nhá, không đâm mạnh đúng lên thì đúng hơn. Đấy, tay nắm cửa này, viền chân kính ốp mạ chrome. Đấy, khe nối khít nguyên si này. Đấy, khít nguyên si các bác nhá. Và đây cho các bác xem một chút về cái khoang nội thất bên trong xe. Đấy, gầm bệ chắc chắn rồi. Và con này thì gầm nó hơi thấp một chút. Đấy, như đã đề cập cho các bác rồi, gầm nó hơi thấp một chút. Tuy nhiên thì ở những cái mẫu xe đua chẳng hạn này và những cái mẫu xe thể thao, đấy, nó không thể nào mà nó cứ vảnh lên, đấy, gầm nó cao vảnh lên được các bác nhá. Đấy là đặc trưng của những cái con xe thể thao và những cái con xe trẻ, đấy, trẻ trung năng động rồi, xe đua. Đấy, và đây
cho các bác nhìn một chút nữa về những cái phần keo chỉ trên cánh cửa đây. Thực sự là con này nếu mà đánh giá tổng thể là những cái phần keo chỉ của xe được kiểm tra rất kỹ rồi, thực sự là nó rất là đẹp đấy, rất là đẹp, toàn bộ keo chỉ zin. Và các bác có thể kiểm tra đấy, sờ trực tiếp này, cũng như là các bác bấm vào một chút nhá, các bác bấm vào một chút nó đẩy ra đấy, một keo chỉ nguyên si này đấy, không mất một phần nào, thực sự là rất là đẹp luôn đấy. Khẳng định là bác chủ xe này ngày xưa bác đi bác rất là giữ xe đấy, rất là giữ xe. Bệ để tay cũng ốp ra này đấy, bệ để tay ốp ra táp ly sần, ốc ác thì còn nguyên si này, kể cả những con ốc bản lề đấy, bút chấm sơn còn nguyên này, chưa có dấu hiệu ra, rất là đẹp. Cái cánh cửa của xe thực sự là nó có một cái thiết kế, nếu mà đánh giá sơ bộ bên ngoài đấy, thì nhìn vào thực sự là nó cũng rất là đẹp nhá. Nó rất là đẹp, cũng như là nó tạo cho cái cảm giác ưa nhìn. Thế thay vì là những cái chi tiết ở trên các cái cánh cửa của những con xe khác, thì thông thường nó sẽ thiết kế là một cái bệ để tay này, xong nó nối ra là một cái thanh nằm ngang, và nó tích hợp các phím bấm chỉnh kính, chỉnh gương ở bên trên. Thì con này, cái bệ này nó hơi bị chéo một chút. Đấy, nó hơi chéo một chút. Đấy, thì nó tạo ra một cái cảm giác nhìn, nó cảm thấy nó ưa nhìn hơn. Đấy, nó ưa nhìn hơn thôi các bác nhá. Đấy, còn thực sự là nếu mà nói về các chức năng thì nó vẫn là những cái chức năng chỉnh kính này. Đấy, chỉnh kính này, chỉnh gương, cũng như là khóa cửa thôi. Đấy, nó cũng không hoàn toàn khác là mấy. Đấy, và các bác có thể đây, cái gương chiếu hậu của xe này. Đấy các bác nhá. Đấy, cụp này mở rất là dễ dàng, với lại cái phím bấm. Đấy, các bác nhá, đây là cụp vào này. Đấy, nó cụp vào rồi. Đấy, còn đây là mở ra nhá, thì cái kính nó đã tự động mở ra rồi. Bên dưới là trang bị một cái hộc để chai nước này, một cái hộc để đồ siêu to khổng lồ cho các bác luôn. Đấy, thậm chí là đây, để sẵn một cái chai nước vào cho các bác rồi, nó vẫn rất là to. Bên trên này lại một cái hộc nữa, thì cái hộc này nó hơi nhỏ một chút thôi. Đấy, và cánh cửa sau thì như vừa rồi cũng giới thiệu qua cho các bác rồi. Đấy, sâu qua cho các bác một chút thì vẫn là cái bệ để tay ra này, vẫn là cái chi tiết đấy, ốp chéo đấy, với lại cái phím bấm chỉnh kính điện này. Đấy, bên dưới vẫn là một cái hộc để đồ, và thực sự là con này những cái hộc để đồ của nó rất là to luôn. Đấy, rất là to các bác nhá. Đánh gió thể thao ẩn này, form rất là đẹp mới. Đấy, nội thất thì sạch sẽ và sáng bóng rồi. Và các bác có thể để ý một chút này, con này thì nó có trang bị hệ thống điều hòa auto. Đấy, và đây là hai cái cửa gió để cho hàng ghế thứ hai, cái vùng thứ hai điều hòa của xe này. Đấy, làm mát rất là nhanh. Sàn đấy, trang bị đầy đủ những cái tấm thảm cực kỳ đẹp rồi. Ghế da căng luôn, zin xịn, và có bệ để tay nhá. Đây, có bệ để tay úp ra cho hàng ghế thứ hai này. Đấy, với lại hai cái hộc để cốc nước ở trên, rất là sang trọng, xịn sò. Đấy, ghế này thì tất nhiên ngồi ba vị trí nhá. Và con xe này nó cũng là xe 5 chỗ. Đấy, đăng ký 5 chỗ ngồi. Con xe này cốp thì to bản luôn. Đấy, nắp cốp đây. Đấy, nắp cốp đầy nhá các bác nhá. Sàn sạch sẽ này, bên dưới là lốp sơ cua đầy đủ này. Đấy, lốp sơ cua bên dưới có rồi, trang bị đầy đủ rồi. Sàn cực kỳ sạch. Đấy, không bong chóc, không mòn vẹt một chút nào, cũng như là không nhan gì. Với lại những cái tấm thảm này. Đấy, những cái tấm nỉ ốp trên phần sàn của xe đây, tất cả đều sạch bong. Đấy, có xe nguyên zin và chất đét cho các bác. Động cơ 1.6 thì máy bao khỏe, cũng phù hợp thôi. Đấy, cũng phù hợp thôi đối với một con xe thể thao như này. Đấy, và quan trọng là nó có những cái trang bị rất là đầy đủ này. Đấy, la răng đúc 4 bánh rồi, loại đa chấu nhá, sáng quắc, bố thắng Brembo, phanh đĩa ABS chống bó cứng toàn bộ luôn. Và trên cái phần vô lăng của xe thì có ốp một cái phần da bên ngoài. Đây, một cái vô lăng cực kỳ đẹp, không mòn vẹt này. Đấy, có trang trí phần ốp vô lăng ở bên ngoài rồi, với lại tích hợp các phím bấm chức năng. Đấy, với hệ thống rảnh tay nghe gọi này, hệ thống giải trí của hệ thống media. Ở bên này thì nó là cái hệ thống nhớ ga tự động nhá, nhớ ga tự động cruise control. Đấy, và trên cái phần vô lăng thì nó có nẫy chuyển số này. Đấy, cái này thì các bác có thể gọi nó là cái nẫy gẩy số cũng được. Đấy, nẫy gẩy số. Và con này thì nó có trang bị thêm một cái hệ thống đây, coi nhá, cảnh báo va chạm này. Đấy, cảnh báo va chạm thì cái này nếu các bác thích thì các bác có thể dùng, còn không thích thì mình có thể tắt đi cũng được. Đấy, các bác dùng nhá, thì khi mà các bác đi gần chướng ngại vật thì nó sẽ cảnh báo cho các bác bằng những cái tiếng kêu bíp bíp rất là quen tai. Đấy. Và cái chìa khóa của xe thì đây. Đấy, nó là cái chìa khóa thông minh có chức năng chống trộm. Đấy, và tất nhiên thì ở chìa khóa thông minh thì con xe này thì bên trên nó cũng có để nổ start up engine ở đây rồi. Đấy, tích hợp với lại một cái màn hình Android. Đấy, một cái màn hình Android bằng điều khiển trung tâm. Và đây, khởi động xe tất nhiên là nó sẽ cực kỳ dễ dàng với cái phím bấm một chạm này.
Đấy, và hệ thống đồng hồ này sáng quắc luôn, một cái đồng hồ điện tử ở chính giữa vị trí trung tâm. Đấy, và có hiện đầy đủ ô tô xe cũng như là các cái chế độ xe rồi. Đấy, cái màn hình nó đã hiển thị các bác nhá, cần gạt mưa thì hoạt động bình thường luôn. Đấy, nó đang hoạt động này. Đấy, tất cả các chức năng đều hoạt động bình thường. Đấy, rất là xịn sò. Bên trên thì một cái trần nỉ cực kỳ sạch này. Và đây cho các bác xem luôn. Đấy, cửa sổ trời của xe này. Trời thì đang mưa một chút nhưng không sao hết, vẫn review cho các bác được thoải mái luôn. Đấy, cái hệ thống táp lô của xe thì có này thì nó có một cái hệ thống táp lô nhìn nó hơi bo tròn một chút. Đấy, nó hơi bo tròn một chút, cộng thêm với lại những cái đường nét cảm giác nó thực sự là nếu mà dùng từ thì nên dùng cái từ là nó nhìn nó hơi mập mạp một chút. Đấy các bác nhá, hơi tròn, hơi mũm mĩm, hơi mập mạp một chút. Mặc dù vậy thì nhìn rất là thích mắt thôi. Đấy, túi khí an toàn này. Đấy, vị trí ghế tài trên phần vô lăng, túi khí an toàn, vị trí ghế phụ trên phần táp lô. Đấy, rất là đầy đủ. Và trang bị thì những cái trang bị của media này. Đấy, có tích hợp chức năng AM, FM. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn nhá. Ở bên dưới thì hệ thống điều hòa tự động auto, một cái đồng hồ điện tử nữa này. Đấy, nó hiển thị như là nhiệt độ. Đấy, nhiệt độ này, cộng thêm với lại cái chế độ này, điều hòa. Và bên này thì nó là cái chế độ gió nhá, cái tốc độ gió cũng được, gọi là tốc độ gió. Bên dưới thì một cái hộp để đồ và trang bị sẵn cái cổng sạc AUX kết nối ngoại vi ở đây rồi. Đấy, có khay cắm USB, có cổng sạc điện 12V đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, và đây cái hệ thống đây đấy nhá. Đấy, tức là bây giờ thì cái hệ thống cảm biến va chạm nó đang hoạt động này. Đấy, nó đang hoạt động và hơi các bác có thể là tắt nó đi cũng được nếu bác nào cảm thấy tự tin về cái trình độ lái xe cũng như là trình độ re xe của mình. Đấy, cái màn hình này thì nó sẽ tích hợp với lại cái cam lùi phía sau rõ mồn một luôn này các bác nhìn nhá. Đấy, rõ mồn một luôn. Như này mà còn cần dùng đến cái hệ thống cảm biến nữa thì thực sự là nói chung là chắc là các bác cũng lùi xe nó cũng hơi non tay một chút. Đấy, mặc dù vậy thì tất nhiên rồi, cẩn thận là trên hết mà đúng không ạ? Cẩn thận là trên hết. Bây giờ cứ bật nó lên, cứ bật cái hệ thống cảm biến của nó lên. Đấy, tội gì đâu, không là nhỡ nhiều khi mình lùi xe nó cũng tài nhưng mà có những cái trường hợp thì nó cũng va chạm là do mình đãng trí thôi, không hẳn là mình lái kém. Đấy, đôi lúc là một vài cái sự đãng trí thì nó tạo ra một cái tình huống hơi khó chịu và nguy hiểm một chút. Đấy, máy móc thì con này là máy 1.6, cần số thẳng nhá, cần số thẳng. Hộp của nó chỉ có 4 cấp thôi. Đấy, một cái hộp 4 cấp rất là đẹp này, bọc da rồi. Đây, phím bấm này, nãy thì đúng hơn, nãy bấm, chuyển số bằng nãy bấm các bác nhá. Đấy, bấm vào cái nãy bấm này. Đấy, một cái màn hình Android to bản luôn. Và bên trên thì có trang bị một cái bệ để tay bọc da rồi. Đây, đấy, ghế của con này zin xịn quá nhá, ghế zin xịn cực kỳ đẹp. Đấy, máy móc thì cũng cam kết với các bác luôn, vì đã check rất là nhiều rồi, bên em đã check rất là nhiều rồi. Đấy, máy nguyên zin chất đét này, ghế da zin xịn. Đấy, form xe thì cực kỳ trẻ trung, cực kỳ đẹp rồi. Đấy, giá chào bán hiện tại thì bên em đang gửi tới các bác cho mẫu xe này có hơn 400 thôi. Đấy, hơn 400 thôi, tức là ở cái mức là 415 triệu bên em đang chào bán các bác nhá. Đấy, biển Hà Nội này, màu đen đẹp, Kia K3, cửa sổ trời. Đấy, động cơ 1.6 bản số tự động, 415 triệu và vẫn có thương lượng cho các bác luôn. Và nếu các bác đang quan tâm đến con xe này cũng như là tò mò các bác nhá, tò mò và muốn chạy thử hoặc là thích kiểm tra phần máy móc bên em thì các bác có thể là nhấc điện thoại lên, gọi điện ngay cho em qua số hotline của em là 0984883980. Đấy, bên em sẽ hỗ trợ các bác 24/24, giải đáp tất cả những thắc mắc của bác. Và như thường lệ thôi, em sẽ nhắc các bác đấy là khi mà các bác vào xe thì bên em sẽ ra cho các bác được một cái giá ưng ý nhất để các bác hốt được con xe này về. Đấy, bế được em nó về thì thôi các bác nhá. Đấy, ưng ý nhất. Còn bây giờ thì video của em xin được phép tạm dừng tại đây. Đấy, phần máy móc thì em sẽ để các bác kiểm tra sau. Đấy, kiểm tra sau các bác nhá. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác, cũng như là chúc các bác có một sức khỏe dồi dào, an lành và hạnh phúc bên gia đình. Đấy, luôn luôn có sức khỏe thật tốt các bác nhá, đảm bảo công việc cũng như là vượt qua đại dịch. Xin chào và hẹn gặp lại quý các bác anh chị vào những video tiếp theo.